Chào mừng các bạn đã quay trở lại với các video của Untech Share. Với việc muốn đa dạng các chủ đề trên kênh để tránh gây nhàm chán cho các bạn khán giả, nên trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng làm về một series về các nhánh sinh vật và nhánh đầu tiên chúng mình chọn lựa đó chính là Sauropod. Chắc hẳn các bạn ở đây cũng biết đến nhóm ngành khủng long này rồi đúng không? Nhưng khoan hãy rời đi vội, hãy cùng chúng mình tìm hiểu sâu hơn trong video này nhé! Lưu ý những thông tin trong video này nhóm chúng mình đã khá tâm huyết, nên các bạn hãy cố gắng xem đến cuối video để ủng hộ cho chúng mình nha. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu thôi nào. Khủng long Sauropod là gì? Sauropod là tên gọi chung cho các khủng long thuộc nhánh Sauropoda, là một nhánh lớn của loài khủng long Saurischian, hay còn gọi là khủng long hông thằn lằn. Rất dễ để nhận biết một khủng long Sauropod trong thế giới khủng long muôn hình vạn trạng do kích thước của nó khổng lồ, đi bằng cả bốn chân cùng cái cổ dài đặc trưng của chúng. Tất cả các Sauropod đều là những loài ăn cỏ. Rất nhiều cái tên trong số chúng đã trở nên quen thuộc với những người yêu thích khủng long như Apatosaurus, Mamenchisaurus, Argentinosaurus hay Brachiosaurus. Và mình cũng đã làm một video riêng về Brachiosaurus, các bạn có thể tìm lại ở trên kênh hoặc ở phần mô tả nhé. Cái tên Sauropoda được đề xuất vào cuối thế kỷ 19 bởi giáo sư Othniel Clarke Moss, một cái tên quá quen thuộc đối với các bạn tìm hiểu về khảo cổ, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là chân thằn lằn. Chúng ta thường gọi chung các Sauropod hoặc một cái tên quen thuộc hơn là khủng long cổ dài. Tuy nhiên, trên thực tế, thuật ngữ này sẽ phù hợp hơn để chỉ một nhánh khủng long với số lượng chủng loài đa dạng hơn rất nhiều, bao gồm các Sauropod và họ hàng xa xưa của chúng được gọi là Sauropodomorpha, tức khủng long chân thằn lằn. Sauropod có nguồn gốc từ đâu? Thời đại của các Sauropod bắt đầu sớm nhất là vào khoảng 200 triệu năm trước và kết thúc khi cuộc đại tuyệt chủng Creta Paleogene diễn ra. Gần đây có các giả thuyết cho rằng các Sauropod tiến hóa trực tiếp từ những khủng long cổ dài cổ đại, được gọi chung là Sauropodomorpha. Các Sauropodomorpha thường ít khi đạt tới kích thước khổng lồ như các hậu duệ sau này, đa số đi bằng hai chân sau và một số loài còn ăn thịt. Cho đến nay, các Sauropodomorpha cổ xưa nhất từng được biết đến là Eoraptor lunensis hay Pamphagia protos. Rất khó để tin rằng tổ tiên của các loài Sauropod khổng lồ có thể nặng đến hàng chục tấn, lại là những khủng long có ngoại hình gần tương tự các raptor, kích thước không lớn hơn một con chó là bao nhiêu, đi bằng hai chân và ăn thịt. Một đặc điểm đáng chú ý ở các loài khủng long Sauropodomorpha, đầu tiên là cấu trúc hàm răng đã bắt đầu có sự biệt hóa. Bên cạnh các răng nhọn như phần lớn các loài ăn thịt khác, còn có các răng hình lá có răng cưa tương tự như các loài ăn thực vật. Điều này cho thấy chế độ ăn của chúng không chỉ hoàn toàn là thịt mà còn có thể bao gồm cả các loài thực vật. Hậu duệ của các loài khủng long này được gọi là Sauropodomorpha thực sự. Mặc dù vẫn có kích thước nhỏ nhưng chúng đã bắt đầu xuất hiện ở một số đặc điểm khác biệt với tổ tiên như cổ dài và đầu nhỏ hơn, sở hữu nhiều răng hình lá, viền răng cưa. Ngoài ra, các Sauropodomorpha thực sự có xương sườn dài và rộng, do đó giới hạn ổ bụng cũng lớn hơn, phù hợp để chứa được bộ ruột dài với cấu tạo để tiêu hóa thực vật. Đại diện của nhóm này bao gồm The Condotosaurus antiquus hay Saturnalia turpiniquim. Các thế hệ kế cận của các Sauropodomorpha thực sự được gọi là các Prosauropod. Đây cũng là nhóm đa dạng nhất về chủng loài và kiểu hình. Các Prosauropod sinh sống trên khắp các châu lục từ cuối kỷ Trias đến giữa kỷ Jura. Nhánh khủng long này có phần cổ phát triển ngày càng dài hơn, với chiều dài sống cổ có thể lên đến gấp 4 hoặc 5 lần chiều rộng. Tỷ lệ đầu trên thân mình của các Prosauropod nhỏ hơn các Sauropodomorpha thực sự. Bù lại, biên độ cử động đầu rộng hơn và bộ răng có cấu trúc phù hợp hơn với chế độ ăn thực vật. Các Prosauropod lúc này cũng đã mang dáng dấp của những gã khổng lồ khi một số loài như Yuananosaurus dài khoảng 7m hay Plateosaurus có thể dài đến 10m. Vào giai đoạn cuối kỷ Trias đầu kỷ Jura, các Sauropod sơ khai nhất bắt đầu xuất hiện, tiêu biểu như loài Melanorosaurus được phát hiện ở Nam Phi. Kể từ đó, các hậu duệ của chúng tiếp tục phát triển mạnh mẽ cho đến tận ngày cuối cùng của thời đại khủng long. Lịch sử tiến hóa và phát triển kéo dài hơn 100 triệu năm của các Sauropod đã biến chúng trở thành
nhánh khủng long tồn tại lâu nhất. Qua hình ảnh các loài khủng long thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông như Apatosaurus, Brachiosaurus hay Dreadnoughtus, chúng ta có thể dễ dàng hình dung sauropod là những khủng long ăn thực vật có kích thước khổng lồ, đi bằng 4 chân, có cổ và đuôi dài, phần đầu rất nhỏ so với toàn bộ tỷ lệ cơ thể. Trên thực tế, không phải sauropod nào cũng có cổ dài hoặc kích thước lớn, nhưng nhìn chung, so với các nhóm khủng long khác, hình dạng của các sauropod tương đối đặc trưng và không có nhiều khác biệt giữa các thành viên. Đặc điểm sinh học của sauropod. Để có thể duy trì sự tồn tại và thống trị thế giới khủng long hơn 100 triệu năm lịch sử, qua đó trở thành một trong những nhánh khủng long thành công nhất, các sauropod sở hữu một số đặc tính sinh học vô cùng thú vị để có thể giúp duy trì sự tồn tại của từng cá thể khổng lồ và cả giống loài. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Đầu tiên là hệ thần kinh. Phân tích hộp sọ của các sauropod cho thấy chúng có một bộ não rất nhỏ và tương đối kém phát triển. Tuy nhiên, thể tích não bộ của một sauropod vẫn nằm trong giới hạn cho phép của một loài bò sát nếu xét theo tương quan tỷ lệ với cơ thể. Bộ não sauropod nằm gọn trong hộp sọ và được đệm xung quanh bởi mô liên kết và mô mỡ, tương tự như các loài bò sát hiện đại. Tuyến yên tỷ lệ thuận với kích thước cơ thể, do đó cơ quan này có kích thước rất lớn ở các sauropod. Ở gần xương cùng của các sauropod, ống tủy phình to nên đôi khi được xem là một bộ não thứ hai. Tuy nhiên, phần phình to này có kích thước lớn hơn cả hộp sọ thực sự của chúng và có lẽ chỉ chứa các cấu trúc khác biệt, chẳng hạn như thể glycogen khá giống với các loài chim hiện đại hoặc các sợi thần kinh phân bố từ tủy sống đến các chi. Các khủng long sauropod có cặp mắt rất lớn nếu tính trên tỷ lệ so với hộp sọ, khi vòng xương hốc mắt cho thấy nhãn cầu chiếm toàn bộ hốc mắt. Điều này trái ngược với các khủng long theropod lớn có kích thước hộp sọ tương tự, nhãn cầu chỉ chiếm phần sau của hốc mắt. Các lỗ mũi của sauropod rất lớn, thêm vào đó, hành khứu rất phát triển cho thấy khứu giác là một trong những giác quan quan trọng bậc nhất của các sauropod. Thứ hai là hệ tiêu hóa. Giống như phần lớn các động vật ăn thực vật to lớn khác, để có thể tiêu hóa được một lượng thức ăn lớn, đòi hỏi phải có sự tham gia của các vi sinh vật và quá trình lên men. Đặc biệt khi chế độ ăn của chúng có chứa rất nhiều cellulose, một thành phần rất giàu carbon hydrate, tuy nhiên lại rất khó để tiêu hóa. Một số loài động vật ăn cỏ hiện nay như voi, ngựa, khỉ đột hay đặc biệt là một số loài chim sở hữu hệ tiêu hóa lên men của ruột sau, tức là thức ăn được chứa trong một bộ phận được gọi là ruột tịt hay manh tràng. Do đó, có lẽ các họ hàng xa xưa của chim là các sauropod cũng sở hữu một hệ tiêu hóa dạng này. Để quá trình lên men và tiêu hóa được hiệu quả phải phụ thuộc vào kích thước thức ăn sau khi được xử lý cơ học. Do bộ răng của các sauropod được cấu tạo chủ yếu để xé hay tước lá thay vì nhai, nên có giả thuyết về khả năng chúng đã nuốt các hòn sỏi hay hòn đá vào dạ dày để hỗ trợ cho việc nghiền nát thức ăn. Nhất là khi một số viên đá được tìm thấy cùng với hóa thạch của các sauropod. Thứ ba là hệ tuần hoàn. Để cung cấp máu hiệu quả đến các cơ quan, các sauropod sở hữu một trái tim lớn hơn cả tim voi, loài động vật trên cạn lớn nhất hiện tại, tính theo tỷ lệ. Trái tim hoành tráng này có hai tâm thất rất dày để có thể bơm máu hiệu quả, đặc biệt khi lên não qua cái cổ dài và ngược chiều với trọng lực của trái đất. Hỗ trợ đắc lực cho hệ thống tuần hoàn là các mạch máu với lớp thành dày được cấu tạo đặc biệt để việc bơm máu có hiệu quả. Một số giả thuyết còn cho rằng phân bố suốt chiều dài của cổ là những buồng tim phụ sẽ cùng tim thực hiện chức năng co bóp để đưa máu lên não. Và để làm giảm áp lực máu khổng lồ này có thể gây xuất huyết não, bên trong não của sauropod có một mạng lưới tiểu động mạch và mao mạch chằng chịt thông thương với nhau, có vai trò chia sẻ lượng máu làm giảm huyết áp. Thứ tư là hệ hô hấp. Các khủng long hồng thần lằn nói chung, bao gồm các sauropod và các loài chim hiện đại, sở hữu một hệ hô hấp khác biệt và hiệu quả hơn so với cách hô hấp thông thường mà chúng ta dễ dàng bắt gặp ở các loài động vật có vú. Theo đó, trong phương pháp này, oxy được hấp thu không chỉ ở thì hít vào mà còn ở thì thở ra. Đóng vai trò quan trọng trong cơ chế hô hấp đặc biệt này chính là hệ thống các túi khí phân bố khắp cơ thể của một sauropod. Các sauropod sở hữu một hệ thống túi khí và túi thừa chứa khí phân bố trải dài từ các đốt sống cổ đến tận phần đuôi, thậm chí còn xuất hiện ở xương sườn hoặc khung chậu như một số loài titanosauriform sơ khai như Brachiosaurus. Trong đó, các túi khí sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình hô hấp. Cụ thể, trong thì hít vào,
các túi khí phình ra sẽ đẩy không khí đi theo một chiều qua một mạng lưới các tiểu phế quản, được gọi là parabronchi, vào trong phổi. Tại đây, các tiểu phế quản sẽ lấy oxygen đồng thời thải ra carbon dioxide. Ở thì thở ra, các túi khí co lại, luồng khí lúc này vẫn còn oxygen dù không còn nhiều như ban đầu, trở về các parabronchi, lấy thêm lượng oxy còn lại trước khi được thải ra ngoài qua khí quản. Cơ chế hô hấp này giúp cho cơ thể to lớn của con vật có đủ oxygen để hoạt động. Mặc dù có sự thông thương với các túi khí, nhưng các túi thừa chứa khí lại không thể co giãn được, nên chúng không có vai trò trong hoạt động hô hấp mà tham gia vào chức năng điều hòa nhiệt độ cùng với cái cổ và đuôi dài, những nơi có diện tích bề mặt tương đối lớn trên cơ thể. Ngoài ra, thông qua quá trình hô hấp, các sauropod sẽ thở bớt không khí ẩm và nóng ra ngoài, giống như cách mà đà điểu và một số loài động vật có vú ngày nay vẫn thường làm. Cuối cùng là hệ cơ xương. Giống như tất cả các loài động vật có xương sống trên mặt đất, cơ thể của các sauropod phải chịu hai lực theo hai phương khác nhau. Phương số 1 là lực nén từ trọng lực theo phương thẳng đứng, với thành phần chịu lực chính là các xương chi, và phương số 2 là lực căng theo phương ngang, được giảm thiểu bằng cột sống chứa đầy các túi khí, cùng hệ thống dây chằng rất khỏe và có độ đàn hồi cao. Để giúp con vật bước đi vững chắc hơn, các chân trước trở thành một cấu trúc giống như một cây cột, hoặc tương tự như là chân trước ở voi. Tuy nhiên, khác với voi, ở các sauropod không có một số xương cổ chân và xương mắt cá, thay vào đó là các đệm bằng sụn sơ khổng lồ có vai trò hấp thụ chấn động gây ra từ cơ thể khổng lồ. Móng chân cũng trở nên nhỏ hơn và thậm chí biến mất ở một số chi sauropod, do đó các chi của chúng trở nên giống một cây cột, qua đó có khả năng chịu lực tốt hơn. Hai chân sau đóng vai trò chịu lực chính và tạo chuyển động đi về phía trước. Các xương chi sau có thiết diện lệch tâm nhằm chống di lệch về hai bên và có một lớp đệm bằng sơ rất dày ở ổ cối. Đây là điểm khuyết ở xương chậu, nơi tiếp xúc với xương đùi để làm lớp đệm cho các stretch ở vị trí này. Ngoài ra, phần xương chậu rộng và dẹp cùng với xương bả vai và các tấm xương ức cũng là nơi bám cho các cơ cần thiết cho vận động các chi. Để dễ hình dung, có thể tưởng tượng xương sống của mỗi sauropod giống như một cây cầu dây văng. Trong đó, các dây cáp xuất phát từ các trụ chính sẽ chịu trách nhiệm nâng đỡ sức nặng của toàn bộ cây cầu. Còn hệ thống dây cáp chính là các dây chằng cực khỏe xuất phát từ các gai sống sẽ chịu trách nhiệm nâng đỡ sức nặng của con vật. Do cột sống và các dây chằng đã đảm nhận hầu hết việc chịu lực nên các sauropod không cần phải phát triển khối lượng cơ. Việc xương sống có các khoang rỗng ở các tetrapod không phải là hiếm. Tuy nhiên, nếu như các khoang rỗng ở gần như tất cả các tetrapod đều có chứa tủy xương thì việc các khoang rỗng này chứa khí tương đối hiếm gặp. Ngoài các xoang não thất ở động vật có vú và các acrosaur, thì hiện tượng các xương thân chứa khí chỉ xuất hiện ở các bò sát dòng chim hay ornithodiran, đặc biệt là các thằn lằn bay pterosaur và các khủng long hông thằn lằn. Các sauropod sở hữu một phiên bản đơn giản hơn các tổ tiên của chúng, và các khoang rỗng này được lót một lớp màng kết nối với một hệ thống gồm nhiều túi khí, được gọi là túi thừa, nằm sát cột sống tạo nên các hố và khuyết trên các đốt sống. Một số thậm chí còn chiếm các vị trí nằm ngay phía trên tủy sống. Mặc dù các túi thừa không đóng vai trò gì do chỉ chứa khí, không tham gia vào quá trình hô hấp, nhưng chúng kết nối vào một hệ thống túi khí trong hệ hô hấp. Do đó, các xương trục của sauropod nhìn có vẻ rắn chắc, nhưng bên trong thường rỗng và đôi khi thông thương với các khoang trên bề mặt xương. Do đó, các xương này vẫn đủ rắn chắc nhưng lại có kích thước rất nhẹ. Các tập tính của sauropod. Đầu tiên là về lối sống bầy đàn. Các hóa thạch xương sauropod được tìm thấy cùng nhau hoặc hóa thạch dấu chân cho thấy các sauropod có cuộc sống bầy đàn. Tuy nhiên, thành phần trong bầy không phải lúc nào cũng giống nhau giữa các chủng sauropod. Một số bầy sauropod bao gồm khủng long thuộc mọi lứa tuổi. Trong khi đó, ở một số loài như Alamosaurus, các con trưởng thành sống thành bầy tách biệt với nhóm các con chưa tới tuổi trưởng thành. Sở dĩ có một sự phân chia như vậy là vì các lứa tuổi khác nhau sẽ có chế độ ăn khác nhau. Thứ hai là sinh sản và trưởng thành. Tất cả các sauropod đều có tập tính đẻ trứng. Các nghiên cứu trên độ dày vỏ trứng cho thấy gần như tất cả các khủng long thuộc nhóm này đều có thói quen vùi trứng dưới đất. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như hệ các hóa thạch vỏ trứng trong di tích của tổ sauropod được phát hiện
ở Alcamahuevo, Argentina, có niên đại vào cuối kỷ Creta, có vỏ mỏng, do đó có khả năng không được chôn dưới đất. Một điểm đáng chú ý là số lượng trứng trong một tổ sauropod thường khá ít, hầu như là dưới 10 trứng. Mỗi trứng cũng có thể kích thước không quá lớn, khi không có trứng nào lớn hơn 25cm đường kính và 5 lít thể tích. Như vậy, một con non khi nở ra có kích thước rất nhỏ so với một sauropod trưởng thành. Do số lượng trứng trong mỗi tổ thường ít, cho nên để duy trì một số lượng giống nòi, một con sauropod mẹ có thể đẻ nhiều hơn một tổ trứng vào mùa sinh sản. Do đó, con non khi nở ra gần như không nhận được sự bảo vệ của khủng long cha mẹ và phải tự sinh tồn cho đến khi đạt đến độ tuổi sinh sản vào khoảng thập niên thứ 20 hoặc 30 của cuộc đời. Điều này cộng với kích thước nhỏ bé khiến cho khủng long non có tỷ lệ tử vong rất cao. Điều này rất khác biệt với các loài động vật có vú hiện đại, khi kích thước của cha mẹ sẽ tỷ lệ nghịch với số con sinh ra. Mô học xương cho thấy, con non phát triển rất nhanh vì các xương dài của các sauropod có chứa rất nhiều các xương dạng tấm sợi dầu mạch máu, tương tự loại thường gặp ở các động vật có vú chưa trưởng thành. Các chỉ số phát triển định tính cũng cho thấy các sauropod đạt tới độ tuổi trưởng thành về mặt sinh dục trước khi đạt kích thước tối đa, một đặc điểm giống với phần lớn các khủng long khác. Thứ ba là khả năng đứng bằng hai chân sau. Tổ tiên của các sauropod đã từng là những loài khủng long đi bằng hai chân. Mặc dù đã trở nên to lớn và nặng nề hơn rất nhiều, nhưng một số chi sauropod vẫn còn giữ được khả năng đứng bằng hai chân sau, với cái đuôi dài đóng vai trò như một cái chân thứ ba để tìm thức ăn trên cao nhờ cấu tạo đặc biệt của bộ xương. Diplodocus hay các họ hàng nổi tiếng của chúng như Apatosaurus hay Brontosaurus là những chuyên gia kiếm ăn theo cách này. Chúng đều có chi trước ngắn, khủng chậu to khỏe cùng một cái đuôi dài và nặng để dễ dồn trọng tâm về nửa thân sau. Ngoài ra, các đốt sống đuôi từ 20 đến 27 còn được gia cố bởi một số xương làm điểm tựa khi con vật đứng bằng hai chân sau. Sự phân bố hợp lý của các nửa cơ sau như cơ đuôi, cơ đùi cũng góp phần giúp cho các sauropod thực hiện động tác này một cách dễ dàng hơn cả loài voi hiện đại. Các sauropod này có các gai sống cùng và đuôi rất cao, trong khi các xương sườn cổ ngắn, đồng thời đốt sống cổ và đuôi lại có chẻ đôi. Ngược lại, các chi sauropod đứng trên bốn chân để kiếm ăn như Brachiosaurus lại thường có các đốt sống cổ ngắn để đảm bảo vững chắc phần lưng cổ, trong khi các xương sườn cổ rất dài để hạn chế cử động xoắn ở mặt lưng cổ. Cuối cùng là tốc độ và di chuyển. Các phép tính cơ sinh học cho thấy, kích thước khổng lồ không cho phép các sauropod di chuyển theo một số dáng di cư nhất định, trừ việc chạy, vốn có pha dừng đây là giai đoạn bốn chân không chạm đất. Tốc độ khi bước đi của một sauropod vào khoảng 5,4 đến 8,6 km/h, được tính toán dựa trên chuyển động lắc lư và không sử dụng cơ bắp của các chi. Các tính toán trên mô hình máy tính cũng cho thấy các sauropod có thể đạt tốc độ tối đa gần 20 km/h. Tuy nhiên, trên thực tế, các dấu chân cho thấy các sauropod thường di chuyển với tốc độ rất chậm, vào khoảng từ 2 đến 7 km/h. Tốc độ trung bình thường dưới 2 km/h. Các bằng chứng cho thấy sauropod di chuyển với tốc độ cao hơn thường hiếm khi phát hiện được vì các địa hình với nền đất mềm vốn có thể lưu giữ dấu chân thường cũng rất trơn trượt, không phù hợp với một con vật kích thước lớn như sauropod có thể chạy. Các sauropod có cấu trúc chi tương tự ở voi, với các sauropod có sức mạnh tương đương, thậm chí còn mạnh hơn các voi và các đại diện khác của bộ có vòi. Do đó, các sauropod cũng có khả năng cử động linh hoạt tương tự. Tốc độ tối đa của voi là 35 km/h, nên các sauropod có kích thước tương đương hoàn toàn có thể đạt được tốc độ này. Tuy nhiên, gần đây các nhà khoa học đã chứng minh rằng các sauropod có lối di chuyển bước chéo chân có tên khoa học là diagonal gait. Điều này khá giống với hả mã hiện nay. Vừa rồi là những thông tin về sauropod cũng như là đặc tính của những kỳ quan thế giới khủng long này. Trong phần 2, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các chi khủng long sauropod đã được biết đến nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, có thể để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo. Các bạn cũng có thể yêu cầu mình làm về một loài sinh vật nào đó mà các bạn yêu thích ở phần bình luận. Các bạn đừng quên cũng có thể ủng hộ chúng mình thêm thông qua những thông tin ở phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Uncheck Share. Ở phần trước, chúng ta đã nói qua nguồn gốc hình thành, phát triển và các đặc điểm sinh học của phân ngành khủng long sauropod. Để có phần 2 tiếp nối thì ngày hôm nay với trọng tâm nói về các nhánh, các họ, các chi thuộc phân ngành này. Nhưng trước khi bước vào những nội dung chính thì mình có một yêu cầu nho nhỏ. Xin các bạn hãy ấn like và subscribe kênh. Ngoài ra, các bạn hãy nên xem hết video để ủng hộ chúng mình vì thời lượng xem ít quá mọi người ạ. Nói như vậy đã đủ rồi, còn bây giờ hãy bắt đầu video này ngay thôi. Các họ khủng long Sauropoda. Sở hữu số lượng thành viên vô cùng phong phú nên không lạ khi việc phân nhóm các khủng long sauropod cũng rất phức tạp. Phần lớn những loài sauropod mà chúng ta biết đều thuộc về một nhánh được gọi là Neosauropod. Đây là một trong những nhánh chính xuất phát từ Eusauropoda hay còn gọi là các sauropod thực sự, bên cạnh một số nhánh quan trọng khác như Mamenchisauridae. Mamenchisauridae với đại diện là những khủng long cổ siêu dài như các loài thuộc chi Mamenchisaurus nổi tiếng và các họ hàng như Eomamenchisaurus, Hudisaurus, Tonkanosaurus, Yuamosaurus hay Omesaurus. Phần lớn chúng được tìm thấy trong các di chỉ hóa thạch ở Trung Quốc, Mông Cổ hay Siberia. Một số nghiên cứu gần đây đã bổ sung một số đại diện phát hiện được ở khu vực châu Phi như Wamwiracaudia hay Spinophorosaurus hay ở châu Úc có Rheetosaurus và họ Mamenchisauridae. Quay lại nói về Neosauropod, về cơ bản thì các bạn có thể hiểu rằng các Neosauropod có thể được chia thành hai nhánh chính, đó chính là Diplodocoidea và Macronaria. Đầu tiên là Diplodocoidea. Bao gồm các Neosauropod có mối quan hệ gần gũi với Diplodocus longus, đây là loài nổi tiếng nhất trong họ hơn với Santosaurus euricatus. Các khủng long Diplodocoid rất dễ nhận diện bởi hình dạng đầu đặc trưng. Các răng của chúng phân bố hoàn toàn phía trước lỗ tiền hốc mắt và lỗ mũi đặc biệt rộng. Các khủng long Diplodocoid có số lượng đốt sống cổ vượt trội so với số lượng trung bình của các sauropod. Ngoài ra, đốt sống xa nhất thuôn dài tạo thành một cái roi ở chóp đuôi. Diplodocoidea cũng là nhánh Neurosauropod có sự phân hóa về kiểu hình của đầu, cổ và kỹ thuật kiếm ăn đa dạng nhất. Tuy nhiên, đặc điểm chung của nhánh này là phần lỗ mũi nằm cao trên hình hộp sọ, gần với hốc mắt, trong khi phần răng chỉ phân bố ở phía trước của bộ hàm hình trên. Các răng hẹp và giống hình dạng viết chì để tước lá, đặc biệt trong họ Diplodocoidae. Các Diplodocoid có các xương sườn cổ ngắn làm tăng độ linh hoạt của cổ và chi trước ngắn giúp làm giảm trọng lượng phần trước để giúp một số loài có thể đứng lên bằng hai chân sau để tìm lá cây trên cao. Ngoài ra, tất cả các Diplodocoid đều có một cái đuôi rất dài, kết thúc bằng một cái roi ở chóp đuôi, vừa để tự tạo bảo vệ bản thân, vừa để duy trì khoảng cách phù hợp với những cá thể khác. Thứ hai là Diplodocidae. Nổi tiếng trong liền họ Diplodocoidea là họ Diplodocidae. Các khủng long thuộc họ này có phần cổ rất dài để ăn lá cây từ trên cao. Các loài khủng long nổi tiếng khác bên cạnh Diplodocus trong họ này bao gồm có Apatosaurus, Brontosaurus hay Suposaurus. Trong khi đó, hai họ còn lại là Dicryosauridae và Ribbachisauridae có các thành viên có cổ ngắn nhất trong tất cả sauropod, phù hợp để kiếm ăn gần mặt đất. Thứ ba là Dicryosauridae. Các khủng long thuộc họ Dicryosauridae hay Dicryosaurid giống với các Diplodocid có các gai sống trẻ đôi. Thậm chí ở các khủng long này, các gai sống còn cao và cách xa nhau hơn. Cá biệt có thể phát triển thành một hàng gai đáng sợ như trường hợp của Amargasaurus kazooi. Có một thành viên nổi tiếng khác của họ này đó chính là Brachycephalopen mesai, hiện đang giữ kỷ lục là loài sauropod có cái cổ ngắn nhất. Thứ tư là Ribbachisauridae. Ribbachisauridae là một họ sauropod còn tương đối mới mẻ, được chia làm hai phân họ Ribbachisaurin và Limmaisaurin. Các Ribbachisaurid sinh sống ở các vùng đất mà ngày nay là khu vực Nam Phi, Bắc Mỹ và châu Á vào đầu và giữa kỷ Creta. Các Ribbachisaurid thường có kích thước trung bình và chỉ có một hàng gai sống, thay vì chia đôi như các Diplodocid và Dicryosaurid.
Một số chi có các khớp đặc biệt ở lưng hoặc ở các đốt sống thân hoặc ở các đai gốc chi, có lẽ để thích nghi với địa hình gồ ghề hoặc đồi núi. Các thành viên thuộc phân họ Rhipachisaurin đó là Rhipachisaurus gerasby hay Nikiosaurus tarquetii thường có kích thước nhỏ hơn và có cổ ngắn, hộp sọ rộng, quai hàm bạnh có thể chứa tới 600 răng nhỏ, tạo thành một mặt nhai để nghiền nát các loại thực vật nhỏ và ngắn, phù hợp với việc kiếm ăn các loài thực vật sát mặt đất. Thứ 5 là Brachiosauridae. Các Brachiosauridae phần lớn là những khủng long có kích thước to lớn, với phần vai nhô cao trên hai chân trước dài, với đại diện nổi tiếng nhất là Brachiosaurus antithorax đến từ Bắc Mỹ. Tuy nhiên, không phải Brachiosauridae nào cũng to lớn đâu, chẳng hạn như Europosaurus holgeri được tìm thấy ở nước Đức ngày nay là một trong những sauropod nhỏ nhất từng được biết tới. Khác với nhiều họ sauropod tiến hóa bằng cách gia tăng số lượng đốt sống thì các Brachiosauridae phát triển chiều dài của từng đốt sống. Thời đại hoàng kim của các Brachiosauridae kéo dài từ cuối kỷ Jura đến đầu kỷ Creta. Bên cạnh Brachiosaurus, một số thành viên nổi tiếng khác trong họ này có thể kể tới Gigraphatitan, loài họ hàng gần gũi của Brachiosaurus sinh sống ở Tanzania ngày nay, hiện đang giữ kỷ lục là bộ xương khủng lớn nhất thế giới đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Berlin, hay Lusotitan Atlantis được tìm thấy tại Bồ Đào Nha. Thứ 6 là Titanosauria. Titanosauria là nhánh sauropod xuất hiện vào khoảng giữa kỷ Jura, nhưng chỉ trở nên phổ biến vào đầu kỷ Creta, tồn tại đến khi thời đại khủng long kết thúc. Các thành viên trong họ Titanosauria đa dạng cả về kích thước, có thể chỉ nhỏ bằng một con ngựa con như Machiarosaurus cho đến những gã khổng lồ thực thụ như Argentinosaurus và hình dạng có thể cổ ngắn như Isisaurus corbidi cho đến cổ dài như Rapetosaurus crossi hay từ cao lớn như Allomosaurus sanjuanensis cho đến thấp bé và to bé như Opisthocoelicordia skarzinski. Một đặc điểm làm nên sự khác biệt của các Titanosauria so với các sauropod khác là rất nhiều loại trong chúng sở hữu một bộ áo giáp được cấu tạo bằng những mảnh vảy xương, osteoderm, một đặc điểm làm tăng khả năng sống sót của chúng trước những loài khủng long ăn thịt của kỷ Creta, điển hình như Allomosaurus. Những loài sauropod to lớn nhất. Như chúng ta đã biết, phần lớn các sauropod là những sinh vật có kích thước lớn hơn bất kỳ loài sinh vật nào bước chân trên trái đất hiện tại. Những sauropod nổi tiếng như Diplodocus, Apatosaurus hay Brachiosaurus trên thực tế chỉ là những sauropod có kích thước vào dạng tầm trung. Như vậy, đâu mới là giới hạn kích thước của một sauropod có thể đạt được? Hãy cùng Unchiche điểm qua một số ứng cử viên cho danh hiệu sauropod lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử nhé. Patagotitan majorum. Patagotitan là một trong những titanosaur lớn nhất từng được biết đến. Các hóa thạch của loài khủng long này được phát hiện tại một nông trại ở Patagonia, Argentina vào năm 2010. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những bộ xương hóa thạch hoàn thiện nhất của một titanosaur từng được biết đến. Chỉ tính riêng phần xương đùi đã dài đến 2,38 mét. Các Patagotitan sống cách đây 101 triệu năm vào đầu kỷ Creta. Dựa vào kích thước hóa thạch, có thể ước tính một con Patagotitan trưởng thành có thể dài từ 31 đến 40 mét, đứng cao đến 8 mét và nặng từ 42,5 đến 70,1 tấn. Để dễ hình dung, một con Patagotitan dài và nặng gấp đôi của một con Diplodocus hoặc nặng bằng 9 con voi châu Phi trưởng thành. Argentinosaurus. Argentinosaurus là một loài Titanosaur có họ hàng gần gũi với Patagotitan và cũng tìm được thấy ở Argentina. Tuy nhiên, khác với người bà con của mình, các hóa thạch của Argentinosaurus không có nhiều, do đó rất khó để hình dung được về một loài sauropod khổng lồ này. Tuy nhiên, các ước tính về kích thước thì chúng dài khoảng 30-35 mét và nặng từ 80-100 tấn, vẫn đảm bảo cho loài khủng long một chỗ đứng trong danh sách các khủng long to lớn nhất từng tồn tại. Argentinosaurus được cho là ngắn hơn nhưng nặng hơn rất nhiều so với Patagotitan. Puertasaurus. Argentina xứng đáng được mệnh danh là vùng đất của những người khổng lồ khi đây cũng là quê hương của Puertasaurus,
một họ hàng khác của Argentinosaurus và Patagotitan. Cho đến nay, chỉ có vọt vẹn 4 đốt sống của loài khủng long này được tìm thấy, cho nên rất khó để xác định được kích thước thực sự của loài khủng long này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số này không thua kém các họ hàng của chúng là bao nhiêu. Sauroposidon. Sauroposidon sống cách đây từ 110 đến 118 triệu năm vào đầu kỷ Creta, khi hóa thạch đốt sống của Sauroposidon lần đầu được phát hiện tại Hoa Kỳ năm 94. Các nhà khoa học đã nghĩ rằng đây là một loại cây hóa thạch do nó quá lớn và với chiều dài lên đến 1,4 mét. Chỉ riêng phần cổ của Sauroposidon đã dài đến 12 mét. Ban đầu, nó được xem là một Brachiosaurus và có quan hệ gần gũi với Brachiosaurus hay Giraffatitan. Tuy nhiên, những phát hiện thêm về loài sauropod khổng lồ này ở hệ tầng Cloverly thuộc bang Wyoming đã cho thấy Sauroposidon gần với các Titanosaur hơn. Turiasaurus. Turiasaurus sống cách đây từ 146 đến 155 năm vào cuối kỷ Jura. Hóa thạch của chúng đã được phát hiện ở Tây Ban Nha. Đây là một loài khủng long có kích thước lớn nhất từng được phát hiện tại châu Âu. Có nhiều tranh cãi về kích thước thực sự của chi khủng long này. Tuy nhiên, con số thường được chấp nhận là dài từ 30 đến 39 mét và nặng từ 40 đến 50 tấn. Supersaurus. Supersaurus là một chi khủng long thuộc họ Diplodocidae sống vào cuối kỷ Jura. Cho đến nay, đã có hai loài trong chi Supersaurus đã được phát hiện. Đó chính là Supersaurus vivani sống tại Bắc Mỹ và Supersaurus lorinhanensis đã được phát hiện tại Bồ Đào Nha. Còn được biết đến với một cái tên khác, Dinheirosaurus lorinhanensis cũng sống vào cùng thời đại. Một con Supersaurus trưởng thành có thể dài từ 33 đến 35 mét và nặng từ 35 đến 40 tấn. Marapunisaurus. Marapunisaurus là một chi sauropod sống vào cuối kỷ Jura tại khu vực Bắc Mỹ ngày nay. Đây là một trong những sauropod được phát hiện từ rất sớm, khi một đốt sống khổng lồ với chiều cao lên đến 1,5 mét, có thể tới 2,7 mét nếu còn nguyên vẹn, được phát hiện vào năm 1877. Lấy các Diplodocidae làm chuẩn, người ta ước tính Marapunisaurus có thể dài từ 40 đến 60 mét và nặng tới 122,4 tấn. Tuy nhiên, theo như các nghiên cứu gần đây thì cho rằng Marapunisaurus thực chất là một Rapakisaurus thay vì Diplodocid. Thay đó, thay vì lấy Diplodocus làm chuẩn như trước đây, Limaysaurus được dùng để xác định kích thước của Marapunisaurus. Do các Rapakisaurus có cổ ngắn hơn Diplodocid rất nhiều nên chiều dài của nó bị rút ngắn xuống bớt khoảng 35 mét và nặng khoảng 70 kg, vẫn rất lớn so với phần lớn các sauropod khác. Barosaurus. Barosaurus là một trong rất nhiều những chi sauropod được tìm thấy ở hệ tầng Morrison thuộc kỷ Jura. Chỉ tính riêng phân họ Diplodocidae đã có tới hơn 14 loài thuộc 9 chi và cũng có khả năng là chi lớn nhất. Các ước tính gần đây cho thấy Barosaurus có thể đạt đến chiều dài lên tới 45 mét. Giống như các phần lớn các Diplodocid, Barosaurus có thể đứng trên hai chân, khi đó con vật có thể đạt được chiều cao tới 22 mét. Tương ứng với chiều dài của mình, Barosaurus có thể nặng tới 60 tấn, tương đương với 10 con voi châu Phi. Nói chung lại thì rất khó để đưa ra một kết luận đâu là sauropod lớn nhất. Bên trên đây là những loài khủng long mình liệt kê theo số liệu đến năm 2020 và ở thời điểm hiện tại có thể đã có thay đổi đôi chút. Nếu các bạn phát hiện ra sự thay đổi nào thì hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình thêm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.